Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2020, thứ sáu, tuần thứ sáu, mùa phục sinh năm chẳng. Tích sách tông đồ công vụ. Khi Phaolô đang ở Corinto, một đêm kia Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: "Con đừng sợ, cứ giảng dạy chứ đừng làm thinh, vì ta ở cùng con và không ai ra tay làm hại con, vì trong thành này ta có một dân đông đảo." Phaolô ở lại đó một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ. Đến thời Galio làm tổng trấn xứ Achaia, người Do Thái đồng lòng nổi lên chống Phaolô và điệu ngài đến tòa án mà thưa rằng người này xu dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật. Phaolô toàn mở miệng thì Galio nói với người Do Thái rằng: Hỡi người Do Thái, nếu quả thật là điều chi tội ác ta sẽ có lý mà nghe các ngươi nhật bằng chỉ là những tranh luận về đạo lý danh từ và lề luật thì các ngươi hãy liệu lấy ta không muốn xử các việc ấy rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án mọi người liền bắt sotene trưởng hội đường và đánh đập ông ta trước tòa án thế mà Galileo cũng chẳng lưu tâm gì đến còn phô thì lưu lại đó nhiều ngày rồi từ giả anh em xuống tàu đi Syria với Priscilla và Aquila tại Sentry, người cạo trọc đầu, vì Ngài đã khấn như thế. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Thiên Chúa là vua khắp coi trần gian. Hãy thầy chư dân, hãy vô tay, hãy gieo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui vì chúa là đấng tôi cao khảo uy người là đại đế trên khắp trần gian thiên chúa là vua khắp coi trần gian người bắt các dân tùng phục chúng tôi và đặt chư quốc dư chân chúng tôi người đã chọn cho chúng tôi phần gia sàng vinh dư và gia cốp mà người sung ai thiên chúa là vua khắp coi trần gian thiên chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng chúa ngự lên trong tiếng càng vang hay ca mừng ca mừng thiên chúa hay ca mừng ca mừng vua của chúng ta thiên chúa là vua khắp coi trần gian Alleluia, Alleluia nếu anh em sống lại là một với Đức Kitô thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật các con, các con sẽ than vang khóc lóc còn thế gian sẽ vui mừng các con sẽ buồn sầu nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ chẳng còn nhớ đến cơn đau bởi vì đã có một người sinh ra đời các con cũng thế bây giờ các con buồn phiền nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng và niềm vui của các con không ai lấy mất được và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa đô là lời chúa lạy chúa ki tô người khen chúa xứ điệp để được hạnh phúc các con thơ người mẹ phải trải qua những giây phút đau đớn lúc sinh nở người ki tô hữu cũng phải can đảm chấp nhận cùng chịu đau khổ với chúa mới hy vọng có niềm vui được chia sẻ sự sống lại với chúa cầu nguyện là chúa chúng con cảm tạ chúa đã ban cho chúng con những niềm vui lớn lao của ngày mùa sau khi chúng con đã trải qua những tháng ngày gian khổ trên nương đồng chúa đã ban cho chúng con được hưởng bao thành quả sau những ngày vất vả học hành Vâng, đó là những kinh nghiệm quý giá giúp con hiểu về màu nhiệm đau khổ. Con tin rằng những đau khổ hy sinh cố gắng trên con đường theo Chúa là dấu hiệu loan báo niềm vui tràn đầy và hạnh phúc đời đời mà Chúa đã dành sẵn cho môn đệ tín trung. Xin cho con xác tín rằng sau cơn mưa trời lại sáng và cơn mưa giông gió ấy sẽ giúp cho bầu trời trong lành hơn, giúp cho đất đai màu mỡ hơn và giúp cho vạn vật tư tốt hơn chính cuộc đời của Chúa Giêsu Con Chúa đã là một bằng chứng cụ thể Ngài đã chấp nhận mọi nỗi đau đớn, tủi nhục, gian khổ nhưng sau cùng Ngài đã phục sinh vinh hiển đồng thời Ngài cũng phục sinh toàn thể nhân loại chúng con nữa Lạy Chúa Giêsu xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con kiên tâm bền chí mà vẫn bước qua gian lao thử thách theo Chúa đến cùng Xin Chúa giúp con nhận ra giá trị đích thực của những hy sinh từ bỏ Để con biết mau mắn đón nhận đau khổ trong cuộc sống Xin đừng để con sống buông xuôi Trái lại xin cho con biết lội ngược dòng Để đến cùng Chúa là nguồn suối hạnh phúc đích thực Amen Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Thiên Chúa đã tạo dựng con người Người Ấn Độ thường kể câu chuyện ngụ ngôn về việc sáng tạo con người như sau. Một hôm, Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người, nghĩa là là một tạo vật đẹp nhất giữa các tạo vật. Dĩ nhiên, khi Thiên Chúa vừa công bố quyết định, các thiên thần đã tỏ ra không mấy hồ hở. Một phần vì ganh tị, một phần vì không thể chấp nhận được một ý tưởng xem ra quá kỳ cục ấy. Làm sao tưởng tượng được một thụ tạo vừa thuộc về hạ giới, lại vừa tham dự vào đời sống thần linh? Làm sao có được một hữu thể vừa là một mảnh của thời gian, lại vừa mang tính bệnh cửu làm sao chấp nhận được giữa vật chất và tinh thần các thiên thần không thể tưởng tượng được rằng thiên chúa có thể tạo dựng được một tạo vật như thế các vị e ngại rằng ý tưởng ấy sẽ hạ giảm quyền năng và sự khôn ngoan thượng trí của thiên chúa để ngăn chặn thiên chúa trong ý định của ngài các thiên thần mới bầu ra một ủy ban sau nhiều ngày ráo riết làm việc Ủy ban đã soạn xong một kiến nghị đệ trình lên Chúa gồm những điểm như sau. Tinh thần không thể kết hợp với Thiên Chúa. Bản tính thiên thần không thể kết hợp với bản tính thú vật. Cái có cùng không thể hòa hợp với cái không cùng. Cái chống qua đi không thể đi đôi với điều vĩnh hằng. Do đó yêu cầu Thiên Chúa hãy từ bỏ ý định điên rồ của Ngài. Sau khi đọc kỹ bản kiến nghị, Chúa Giêsu đưa ra phán quyết như sau tất cả những góp ý của các người đều hợp lý nhưng điều ta sắp thực hiện không phải là một vấn đề triết học các thiên thần đều nhau nhau hỏi vậy thì vấn đề đó là gì sau một hồi thanh lặng thiên chúa chậm rãi đáp con người là vấn đề của niềm tin ngài thanh lặng rồi phóng quyết con người là vấn đề của niềm tin trong một xã hội được xây dựng trên luật của cá lớn ăn hiếp cá bé trong một xã hội mà nền tảng đã bị đập khoét bởi lọc lừa gian trá phản bội đố kỵ hận thù con cười dễ mất đi niềm tin nơi con người bởi vì khi không tin ở người con người cũng không còn tin ở chính mình một cuộc sống như thế chẳng khác nào một cuộc tự hủy một cuộc tự sát tập thể thiên chúa yêu thương mọi người ngài tiếp tục tin tưởng nơi con người ngài cũng mời gọi chúng ta tin tưởng nơi con người Thay vì tự giam hãm trong khép kín trong đố kỵ, chúng ta hãy ra khỏi chính mình để đến với người. Đến với người bằng sự thông cảm tha thứ, cho dẫu chúng ta chỉ gặp toàn những lừa đảo phản bội. Đến với người bằng những sang sẻ bất chia, cho dẫu chúng ta chỉ toàn gặp những bội bạc phong ân. Đến với người bằng tiếng cười rộn rã, cho dẫu chúng ta chỉ gặp toàn đắng cay sầu muộn. Bài trích sách lệ sống